Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C số tự động quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Altis. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu các bạn nhé. Và chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 9 vạn km thôi các bạn ạ, phiên bản 1.8 số tự động. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn, tất cả là còn nguyên bản này. Nước sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều quý vị các bạn nhé. Keo chỉ, máy móc, tất cả còn nguyên bản và không tai nạn, không ngập nước gì cả các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 448 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Corolla Altis 1.8 số tự động 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8 số tự động sản xuất năm 2015, một chủ từ đầu này. Mời quý vị và các bạn. Và trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần nước sơn cũng như là về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe 2015 này các bạn nhé. Đấy, nhìn về bên ngoài thì các bạn thấy luôn đấy ạ, nước sơn zin của xe, nước sơn zin cũng còn rất là nhiều các bạn nhé, và không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì cả, cho nên là cái nền rất là đẹp đây các bạn này. Chiếc xe này là màu bạc các bạn nhé, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Ở những chiếc xe Toyota Altis thì là gần như là các chủ xe đi đều giữ gìn các bạn ạ. Gần như là các công chức nhà nước sử dụng những chiếc xe này, chứ không có chiếc xe nào mà mua Altis về để chạy dịch vụ cả các bạn ạ. Cho nên là còn rất là đẹp này. Nhìn phần nước sơn, đây là cái phần sườn bên phụ các bạn thấy đây ạ. Cái nền rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, toàn bộ cái phần nền bên phụ này. Đấy, và cái phần nền bên lái đây các bạn này, đều rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Cái cabo sơn zin nguyên bản này, tai cũng còn nguyên luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Một chiếc xe sản xuất năm 2015, tính ra là cũng là 8 năm sử dụng rồi các bạn ạ. Và còn rất là mới, rất là đẹp, mỗi một năm chạy hơn 1 vạn thôi, tức là bây giờ là hơn 9 vạn km rồi. Đấy, rất là đẹp. Và ở những chiếc xe Altis thì phiên bản số tự động này thì xe đã được trang bị đầy đủ các option rồi. Đấy, la răng đúc mặt phay R16 các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đằng sau bạn thấy đây ạ, cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Những cái phần cốp sau sơn zin còn nguyên bản này, thông này, sơn zin nguyên bản này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn xem nhé. Đấy, cả về cái phần sườn các bạn xem này, nước sơn là còn zin còn nguyên bản hết này. Đấy, và nhìn đằng sau thì các bạn thấy đây ạ, cụm đèn hậu này rất là đẹp này. Từ 2015 thì xe được đèn hậu này cũng là đèn led rồi này. Đấy, đèn led này, cụm đèn hậu rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, cụm đèn hậu này led luôn, đèn hậu là đèn led rồi này.
Toyota Corolla Altis. Bác chủ xe đi chiếc xe này là toàn để trong nhà thôi các bạn này, đi rất giữ gìn cho nên là cái chữ còn rất mới này. Đấy, chữ này, logo này. Đấy, các bạn xem này, toàn bộ những cái này là đều rất mới này các bạn nhé. 2015, tính ra là 8 năm sử dụng rồi, nhưng chiếc xe này để trong nhà cho nên là cái logo rất đẹp luôn các bạn ạ. Chưa có bị ố yếc gì cả đây, những cái nẹp chrome này mới đều hết luôn các bạn nhé. Đấy, tất cả đều rất đẹp này. Đấy, từ những cái này này các bạn xem là những chiếc xe mà hay để ngoài trời ấy, là những cái này nó bị ố. Đấy, những cái này nó sẽ bị ố này, ố nước mưa. Đấy, như chiếc xe này là bác chủ xe để trong nhà. Đấy, chủ xe này là tôi mua đồ của bác chủ xe này, nhà rất là rộng, nhà ở biệt thự dưới mặt đất cho nên là rất đẹp luôn các bạn ạ, để xe trong nhà. Đấy, và đằng sau thì các bạn thấy đấy ạ, xe đã được trang bị là cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ hết cả luôn các bạn này. Gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan trên gương luôn các bạn nhé. Đấy, gương chiếu hậu này, gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương này. Động cơ thì đua VVTi rồi này. Đấy, nhìn về cái phần đầu thì bạn thấy đấy ạ, cụm đèn pha cũng rất là đẹp luôn, cụm đèn pha rất mới này. Đấy, những chiếc xe để ở trong nhà không phải để ngoài trời thì những cái phần nhựa này, những cái phần chrome đều rất là mới, rất sáng. Toàn bộ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đèn gầm, đèn pha đều rất đẹp luôn, chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Đấy, toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe đều rất là mới, rất là đẹp rồi quý vị các bạn ạ. Đấy, dàn lốp thì cũng còn rất là dày. Dàn lốp này thì là dàn lốp Michelin rồi các bạn nhé. Đấy, lốp Michelin này, la răng đúc này, chưa có bị xước sát gì cả các bạn ạ. La răng đúc mặt phay các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Lốp này, Michelin luôn này, la răng đúc này, la răng đúc mặt phay luôn các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Toàn bộ về phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe các bạn nhé, cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe. Đấy, chiếc xe này là tôi cam kết với quý vị và các bạn là còn nguyên zin luôn đấy nhá. Toàn bộ từ phần keo chỉ này là nguyên zin hết luôn các bạn này. Keo chỉ cánh cửa là nguyên zin này. Đây là cái tắp bi cánh cửa phía trước bên lái các bạn nhé. Đây là cái tắp bi dùng nhiều nhất, mở cửa nhiều nhất đấy ạ. Đấy, còn nguyên bản hết này. Tất cả là còn nguyên bản này. Những cái phần nút lên xuống kính này đều rất đẹp luôn các bạn này. Đấy, rất mới luôn các bạn nhé. Đây, gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan trên gương rồi này. Cảm biến lùi nguyên bản của xe này. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2015 các bạn nhé. Đấy, sản xuất tại Việt Nam này. Toyota Corolla Altis. Đấy, toàn bộ từ những cái ốc cánh cửa bạn thấy đấy ạ, đều rất mới này, chưa có một vết tháo nào các bạn nhé. Và ở chiếc xe Toyota Altis 2015 này thì Toyota cũng đã trang bị là ghế da, bộ ghế da cao cấp nguyên bản này. Thì chiếc xe này là ghế da còn nguyên bản theo xe này, chưa có bọc lại đâu nhá, còn nguyên bản này. Và ghế thì là ghế lái chỉnh điện này, ghế lái chỉnh điện này, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng các bạn nhé. Đấy, vô lăng, toàn bộ vô lăng cần số này, tay phanh này đều rất đẹp các bạn xem này. Tôi quay lại một lần nữa cho các bạn xem là về cái phần nội thất của chiếc xe nhé, đều rất là đẹp luôn này. Đấy, nội thất rất mới luôn các bạn nhé. Đấy, và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước, à phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Về phần keo chỉ là cũng còn nguyên bản luôn này. Đấy, tắp bi cánh cửa này. Cái này nó hơi bẩn một chút này. Đấy, bẩn lau đi cái hết luôn này. Đấy, vết bẩn thôi các bạn nhá. Đấy, tất cả đều rất đẹp luôn này. Đấy, cái áo của tôi bỏ lên đây để quay cho dễ. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhá. Đấy, nội thất ghế da phía sau lại còn đẹp hơn cơ. Đằng sau này thì rất là mới rồi. Đấy, nội thất ghế da phía sau rất là mới các bạn nhá. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option cũng như là về cái phần đồng hồ. Đây, bây giờ tôi sẽ bật cái đồng hồ lên, nổ máy lên cho các bạn xem đi. Đấy, bây giờ tôi nổ máy nhé, khóa này. Còn hai chiếc nguyên zin nhé, chìa khóa là hai chiếc nguyên zin. Đang khóa vô lăng rồi. Đấy, để tôi phải xoay lắc vô lăng. Đấy, nổ máy rồi các bạn ạ. Đấy, tôi nổ máy rồi nè. Đồng hồ công tơ mét đây các bạn này, 9.2 các bạn này. Đấy, đồng hồ công tơ mét này và vô lăng rất đẹp luôn các bạn xem này. Đấy, vô lăng nguyên bản nhá, chưa có bọc lại vô lăng đâu. Vô lăng này là vô lăng nguyên bản hết các bạn này, chưa có bọc lại đâu các bạn nhá. Đấy, vô lăng nguyên bản này. Và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe lắp thêm, tức là độ thêm cái màn hình rất là to, màn hình Android, camera lùi. Đấy là độ thêm, còn nguyên bản thì đã có cảm biến lùi rồi. Màn hình giải trí thông minh đây.
Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Đấy, tất cả các bạn xem này, hộp số tự động này. Đấy, và nhìn những cái phần nỉ trần, phần nhựa đây các bạn này. Rất là mới luôn các bạn nhá. Những cái phần nhựa này, tay nắm này, đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa cho đến táp lô này đều rất là mới luôn các bạn ạ. Phải nói là mới đều. Đa số là những chiếc xe Atis là đều đẹp các bạn ạ. Những chiếc xe đời này mà Vios thì ít xe đẹp lắm. Vì Vios là thường là chạy nhiều hơn, có nhiều xe lại còn chạy dịch vụ. Thì những chiếc xe Atis, đặc biệt là chiếc xe Atis 1.8 lại số tự động này thì là không có ai là mua để chạy dịch vụ đâu các bạn ạ. Nếu có chạy thì cũng chỉ chạy số sàn thôi. Đấy, rất là đẹp các bạn nhé. Điều hòa tự động luôn này. Đấy. Bây giờ thì tôi lại tạm thời tắt cái máy đi, ra ngoài tôi sẽ giới thiệu tiếp cái phần bên ngoài cho quý vị và các bạn cùng xem những phần còn lại của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, tôi sẽ quay chi tiết luôn cho quý vị và các bạn cùng xem. Bây giờ là mở cái cốp này. Đấy, cốp có thể bấm ở trên chìa luôn các bạn nhé. Cốp có thể bấm ở trên chìa hoặc bấm ở trên xe. Đấy, cốp sau này thì toàn bộ những cái phần keo chỉ cốp sau này cũng như là về cái phần ốc cốp sau này là còn nguyên bản này. Chưa có bị đâm, chưa có bị va gì cả các bạn ạ. Đấy là chúng tôi cam kết với quý vị các bạn rồi nhá. Về cái phần thứ nhất là an ninh, thứ hai là đâm đụng va chạm thì tôi cam kết luôn các bạn nhá. Đấy, và bây giờ thì đây cái cốp sau đây. Ở những chiếc xe Atis thì cái cốp sau nó rất là rộng như này đây các bạn này. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng không để nhiều đồ lắm đâu, cho nên là nó chưa có xước sát gì cả này. Và bên dưới đây, lốp siêu cua đây các bạn này. Đấy, lốp siêu cua cũng còn rất mới các bạn nhá. Đấy, toàn bộ lốp siêu cua kích đồ nghề đây còn nguyên hết luôn các bạn ạ, còn nguyên và còn rất là mới các bạn nhé. Đấy, những cái phần nỉ này đều rất là đẹp này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem các bạn nhé. Đây là cái cánh cửa phía sau bên phụ này. Đấy, toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này, táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, tôi quay sát, quay chi tiết này. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản này. Đấy, đều đẹp, đều mới như này các bạn xem nhé. Toàn bộ những cái phần nội thất phía sau này, phần nội thất ghế da này đều mới như này đây các bạn xem này. Tôi quay này, tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn xem này. Đấy, nội thất ghế da đều rất đẹp này. Nỉ trần cũng đều rất là mới quý vị ạ nhé. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi mua về là cũng chưa có phải sơn chiếc gì đâu, chỉ có dọn dẹp thôi. Đấy, chiếc xe này đúng nghĩa là chỉ có dọn dẹp và đánh bóng đi thôi các bạn nhé. Rất là đẹp rồi các bạn ạ. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Cánh cửa phía trước bên phụ này, toàn bộ những cái phần keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa này, đấy, táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Bác chủ xe rất là cẩn thận luôn, quý vị và các bạn nhé, rất là cẩn thận luôn này. Cái bậc cửa này là bác còn bóc ni lông từ lúc mà còn dán ni lông từ cái lúc mua xe đấy. Đấy, cái ni lông là hôm qua tôi mua về tôi mới bóc đi đây. Cái này còn rất là mới, nó dính lại một cái lớp keo thôi ở cái ni lông bám ra ấy. Đấy, chưa bóc ni lông ở cái bậc cửa cơ, hôm qua tôi mới bóc ra đấy. Đấy, và cái ghế bên phụ các bạn thấy đây đều rất đẹp này, má ghế này. Đấy, tất cả đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Nội thất rất là đẹp luôn này, toàn bộ từ vô lăng, cần số tay phanh này, đấy, đều rất là đẹp này. Từ táp bi, táp lô, cánh cửa này, phải nói là rất là mới các bạn nhé. Một chiếc xe 2015, sử dụng là 8 năm rồi. Đấy, mà rất đẹp như này đây ạ. Tất cả là còn nguyên bản này. Toàn bộ ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên hết luôn các bạn này. Cao su rất mới này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Quá là tuyệt vời cho một chiếc xe Atis 2015. Toàn bộ ngoại thất và nội thất của chiếc xe đều rất là mới rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị các bạn nhé. TOTA cũng đã trang bị cho chiếc Atis 2015 này là một cái khối động cơ xăng đua VVTi các bạn nhé. Đã có đua rồi, 2015 là đã có đua rồi này. Đua tức là động cơ nó khỏe hơn, tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Đua VVTi với dung tích 1.8 lít kết hợp với hộp số tự động các bạn ạ. Và ở cái động cơ này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là còn nguyên bản này. Đây là cái ốc chân máy các bạn này. Đấy, còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Đấy, ốc chân máy là nguyên zin. Tất cả những con ốc ở trong cái khoang động cơ này là còn nguyên zin hết ạ. Chúng tôi cam kết là nguyên bản này. Chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì đâu. Đây, những cái ốc xương đầu bạn xem này. Tất cả là còn nguyên zin này, lỗ này. Đấy. Xem những chiếc xe Toyota thì rất là dễ thôi. Đâm đụng hay không là biết ngay các bạn này, vì nó thoáng. Đấy, những cái ốc xương đầu này. Đấy, còn nguyên zin này. Tất cả là còn nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là không bị tai nạn.
không có bị ngập nước gì cả các bạn này. Đấy, tất cả những con ốc này, toàn bộ từ ốc tai cho đến ốc xương đầu là còn nguyên zin này. Máy cũng còn nguyên zin hết luôn các bạn ạ. Đấy, tất cả là còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Chưa có con ốc nào bị tháo ra đâu ạ. Tất cả là còn nguyên hết này. Cụm phanh ABS này. Đấy, và đây là cái ốc cabo đây các bạn này. Đấy, ốc cabo nguyên zin này. Ốc cabo nguyên zin hết này. Keo chỉ cabo còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ còn nguyên này. Đấy, keo chỉ lỗ các bạn xem này. Lỗ này. Keo nguyên zin hết luôn. Chưa có một phân, mất một phân keo chỉ nào các bạn ạ. Chưa mất phân keo chỉ nào các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8 số tự động, sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu, lăn bánh được hơn 9 vạn km các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 448 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.